Liên đoàn bóng đá Indonesia khiếu nại lên AFF khi U19 Indonesia bị loại cay đắng ở loạt trận cuối cùng vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022. U19 Việt Nam cầm hòa U19 Thái Lan 1-0. Kết quả này khiến U19 Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng do kém về chỉ số đối đầu dù đội chủ nhà đã đánh bại Myanmar với tỷ số 5-1. Bức xúc sau khi chứng kiến U19 Indonesia bị loại sau khi giành chiến thắng đậm, Chủ tịch PSSI Mochamad Iziagun khẳng định tổ chức này nhiều khả năng sẽ gửi đơn khiếu nại lên AFF khi ông cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có tinh thần thi đấu thiếu tích cực. Trong cuộc đối đầu ngày 10 tháng 7, ông Iziagun nói: "Chúng tôi sẽ có cuộc họp nội bộ để bàn về vấn đề này. U19 Indonesia đã gặp quá nhiều bất lợi. Chúng tôi sẽ xem kỹ lại trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc có